Tôi đã lấy được đầu của con người rồi. Bao cho tôi thuốc đi, bao cho tôi thuốc đi. Ông ở đâu, ông ở đâu, bao hiện lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi mới bắt được một con người, tôi chặt đầu của hắn. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Nhanh lên. Ồ, lại là ngươi à, Barbirot. Ta tạm thời hết thuốc rồi. Ngươi bao đưa thuốc cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi đó. Cái gì, ngươi đe dọa ta à? Thử nguyện như ngươi, trước sau gì cũng chết. Ta sẽ hấp thụ luôn sức mạnh của ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ thoát khỏi cái thế giới bóng tối đen dưới lòng đất này và trở về thế giới con người. Lúc đó ta tha hồ mà ăn thịt ngươi. Ngươi gạt ta. Xem ơi, tớ nghe nói bà chủ căn nhà này có đứa con gái đẹp lắm. Hả? Ta sửa xong căn nhà này cô luôn con gái của bà hết ha. Trời ơi cái cậu này, thôi nhanh chóng làm việc cho nó xong đi. Còn nghĩ con nữa. Con nhỏ nó xấu thấy ớn luôn á. Cho mày cua đó, tao với Sen không có cua đâu. Sen ơi, Sen ơi, không hay rồi Sen ơi. Hả? Sen ơi, có chuyện gì mà vội vàng quá vậy? Babyrat, Babyrat. Hơi, cái thằng Kỳ Trầu đó, nó về vợ nhà ông hàng xóm hay là đốt nhà ai vậy? Có người thấy Babyrat nằm ở ngoài bìa rừng đó. Người nó bị thương nặng lắm rồi. Không, em trai của mình, em trai của mình bị kẻ nào hãm hại vậy? Babyrat này, Babyrat ơi, thằng Kỳ Trầu này nó chết rồi. Không, ai không, không. Đứa đây, thương cậy nó sống một mình là nó qua nó chọc kẹo tôi. Babyrat ơi, không biết ai chọc tôi. Anh nữa. Sẽ ơi, anh sẽ ơi, trả thù giùm em. Được, được. À, kẻ nào, kẻ nào? Là hắn, là hắn. Babyrat, Babyrat. Không, ta phải báo thù, ta phải báo thù, ta phải giết chết tên đó. Mình phải bắt đầu điều tra từ trường học của Babyrat. Chắc chắn những người bạn nó kết giao có kẻ xấu đã làm hại đó. Được rồi, được rồi, mình phải tìm ra kẻ đó. Phần thầy sẽ thật nghiền nát hơn. Này này, em học sinh kia, sao nhìn em lạ quá vậy? Em tên gì? Sao giờ này mới đi học? Tôi là Sen, anh của Babyrat. Tôi đi học cho Babyrat. Đi học dùm mà. Cậu là anh trai của cái thằng trẻ trâu Babyrat đó à? Nó suốt ngày cứ gặp bạn bè xấu không à, mà còn học ngu như bò nữa chứ. Hả? Sao nó nói nó học giỏi quá, trường thường xuyên cho nó nghỉ học mà. Trời đất à, nói láo vậy mà cũng nói được đó hả? Thôi cậu vào lớp đi, coi tôi có nói sự thật được hay rồi, không. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn thầy. Được rồi, tất cả các em hãy chú ý nghe thầy với bà nào. Trời ơi, sao giờ này có đứa nào đi học trễ dữ vậy? Người ta học sắp xong rồi mà. Nào nào nào, tập trung vô bài giảng nào. Đây là địa hình của khu vực chúng ta. Trái đất tồn tại 3 tầng, tầng phía trên, tầng giữa và tầng phía dưới. Thầy ơi, cho em hỏi tầng nào có nhiều gái nhất vậy? Đại ca Sen ơi. Trời ơi, đại ca Sen sao vô lớp này? Là mày hả? Tao vô lớp này để đi học giùm Babyrat. Vậy hả? Đại ca ngồi đó đi, ngồi gần em nói chuyện cho vui, học chán bỏ mẹ luôn à. Ê, hai thằng phía sau, chúng mày nhiều chuyện cái gì đó? Cho tao nhiều chuyện với. Nói cho mày biết, đây là đại ca Sen, đại ca mạnh lắm đó, anh của Babyrat đó. Cái gì? Anh của thằng trẻ trâu Babyrat à? Đạt rồi, mấy đứa đừng có nói chuyện trong lớp nữa, tập trung vô bài giảng của thầy nào. Đức vua tại thế giới bóng tối này, ông ấy thương tình tất cả những người dân thuộc loài quỷ chúng ta, nên đã mở ra một lớp học. Đại ca Pennywise ơi, đại ca Pennywise ơi, anh trai của thằng Babyrat xuất hiện rồi kìa, qua đòi nợ nó đi. Được rồi, được rồi, chờ ra chơi đi. Mẹ kiếp cái thằng trẻ trâu Babyrat, nó mượn tiền tao mua thuốc lắc chơi rồi nghiện ngập. Bữa nay tao phải đòi bằng được. Chúng ta sẽ làm mầm non cho cái thế giới dưới lòng đất này. Nào, cái em mới vô. Hả? Nếu em là đức vua, em sẽ làm gì? Hả? Tôi trả lời hả? Đúng rồi, em thử trả lời đi. Trả lời sao đây? Trả lời sao đây? Đại ca cứ nói những gì đại ca thích. Dạ, yeah. Thôi, được rồi. Dạ, thưa thầy, nếu tôi là vua,
tôi ước gì có thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều đồ ăn, ăn bé bụng luôn. Hả? Ước mơ gì kỳ cục vậy? Thầy ơi, sao thầy không hỏi em? Em ước mơ có nhiều quỷ cái bao quanh. Trời ơi, các trò này thật là suy nghĩ tầm thường quá. Đã là vua thì phải lo cho các chúng quỷ chứ. Sao tàn ước cho mình không vậy? Đó là sao anh của Baby Red à hả? Nhìn cũng đẹp trai quá hả? Nhưng mà thành khốn Baby Red chơi mình xong bỏ mình. Em ơi, em đang nhớ người yêu cũ đó hả? Em quên đó đi. Này, em có người yêu mới là anh rồi mà. Anh tốt hơn thằng khốn đó nhiều. Được rồi, tất cả các học sinh bây giờ cũng hết giờ rồi. Các em cố gắng về nhà làm bài tập về nhà nha. Thôi, buổi học hôm nay kết thúc. Yeah, cuối cùng cũng được nghỉ học rồi. Đại ca Sen ơi, chúng ta đi chơi điện tử đi. Hả? Làm gì bao quanh đại ca dữ vậy? Đây, thằng khốn kia, em trai của mày mượn tiền tao đó. Mau trả tiền đây. Nó có mượn mày hả Betty? Dạ, không có, em đòi giùm đại ca đó mà. Đòi vậy nó mới sợ, nó mới trả. Nhanh lên, em trai của mày mượn tiền khắp hết cả lớp này rồi. Nếu không trả tiền hôm nay bọn tao không cho mày về đâu. Hello anh là Son hả? Anh trai của Baby Rush hả? Baby Rush chơi xong bỏ em đó. Bây giờ anh ấy ở đâu rồi? Thật khốn kìa, em trai của mày ngay cả tình địch cũng mượn tiền nữa. Mau trả tiền cho tao. Em trai của đại ca gây thù chuốc oán nhiều lắm. Tụi mày tránh ra hết đi. Tao vào cái lớp học này để điều tra cái chết của em trai tao, không phải đến đây để trả nợ cho chúng mày. Kiếp mày, mày dám lớn tiếng với tao như vậy à? Em trai của mày mượn hết tiền tao, mấy tháng nay tao không có tiền tao ăn mì gói đó. Còn mẹ gái tao, nó chia tay tao vì tao cho mượn tiền luôn. Ông già bà già mày, mày cho em tao mượn tiền chứ tao có mượn đâu mày đời tao. Tao đấm vô mặt mày cho bé mặt mày luôn. Thương xấu như mày, chó nó yêu chứ gái nào yêu. Đứa nào dám đòi tiền đâu nữa không? Dạ, dạ thưa anh, hết dám đòi rồi. Trời ơi, anh trai của mày bị rất mạnh mẽ quá à. Nhìn muốn rụng trứng hết luôn á. Hả, em yêu, còn anh thì sao? Anh thì cứ ép à tiếp đi. Được rồi, ta hỏi các ngươi, em trai Baby Red của ta, các ngươi hãm hại đó đúng không? Hả? Cái thằng trẻ trâu đó, nó không hại người ta thì thôi, ai dám hại nó? Hả? Mấy em kia, sao giờ này còn chưa về ở đây đánh nhau nữa vậy? Có tin là tôi phạt hết không? Trời ơi, cái thầy giáo mà nó cũng dám đánh luôn kìa. Thôi, thằng này nó loạn rồi. Rốt cuộc, em trai tao, đứa nào làm hại nó? Không có, hôm qua tao thấy thằng Baby Red, nó đi với lại một thằng nào ở phía ngoài đó. Đi ra phía bìa rừng, dường như bọn chúng muốn buôn bán đầu của con người. Ở dưới đây mà cũng kiếm được thịt người hả? Thèm quá à, cho tao buôn với. Vụ khốn kiếp đó, dám làm chuyện tàn độc như vậy à. Bọn chúng không biết rằng giữa loài quỷ với loài người sẽ tăng thêm hận thù. Ta phải đi tìm, đập cho tên đó một trận. Đây rồi, khu vực này rất nhiều đầu người, chắc chắn là chỗ của tên khốn đó. Đây, tên kia, mau ra đây, mau ra đây nói chuyện với ta. Con kẻ muốn lại đây, xin ta tới thuốc phiện đó nữa. Nhưng mà ta đã hết rồi. Chắc chắn là ngươi rồi. Ngươi đã hại em trai ta là Baby Red. Ta tới đây để lấy cái đầu của ngươi đó. Vậy à, vậy ngươi thử đi, coi ngươi mạnh cỡ đâu. Ngươi thách ta, ngươi thách ta. Vậy, vậy sức mạnh của ngươi không làm gì được ta đâu. Chỉ vài ngày nữa, ta sẽ thoát ra cái thế giới lòng đất này. Ta sẽ đi vào thế giới của con người. Ta sẽ được ăn thịt người. À đúng rồi, ta sẽ nói rằng ta đến từ lòng đất ác quỷ, loài người sẽ chúc hận lên các ngươi. Dài, ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngươi dù chạy đi đâu, ta cũng phải tìm được ngươi. Ngươi lên trên thế giới con người, ta sẽ theo lên trên đó. Tại thế giới của con người, Slenderman, một thứ bóng tối độc ác ăn thịt rất nhiều trẻ con. Và rồi một ngày hắn không may sập bẫy của con người. Hắn bị con người phong ấn lại. Hắn vô cùng đau đớn. Hắn là hát vang trời. Chất nhầy nhụa trong cơ thể hắn bắt đầu rung chảy. Một vị cha nhà thờ cao tay ấn bắt đầu đọc kinh thánh. Hỡi Đức Chúa trên cao, xin Ngài hãy xuống đây trừng phạt thứ ác quỷ này. Này xuống dưới tầm địa của Ngài.
đây là đâu? Cũng giống như tất cả con ác quỷ khác, sau khi bị phong ấn sẽ rơi xuống thế giới lòng đất bóng tối. Nhưng tên Slenderman này không chấp nhận chuyện đó. Hắn muốn quay trở lại thế giới con người, vẫn muốn ăn thịt người. Và rồi thật bất ngờ, khi hắn đã gặp được Papyrus, Papyrus là em trai của Sam. Trái ngược với Sam, Papyrus là một đứa trẻ hư, mặc dù còn đi học nhưng rất ham chơi. Sau khi nghe tiếng gọi của Slenderman, Papyrus thấy một kẻ chưa bao giờ gặp. Và thật kỳ lạ, trên tay hắn cầm một gói thuốc gì đó. Papyrus đã tiến gần. Nào, cậu bé, hãy lại đây. Hít thử cái thứ thuốc này đi. Hít một phát sẽ thấy tiên cảnh bồng lai. Khỏi phải làm mà cũng sung sướng cả ngày. Hả? Có thật không? Cho tôi hít một cái thử coi. Được rồi, được rồi. Hãy hít nhiều vào, hãy hít nhiều vào. Cậu bé Papyrus bắt đầu nghiện vào cái thứ chất kích thích cho tên Slenderman đem từ thế giới con người xuống. Ban đầu, hắn yêu cầu cậu bé tìm đầu người cho hắn, để hắn bắt đầu thưởng thức thứ thịt người tại thế giới bóng tối này. Nhưng thật không ngờ, Papyrus trở nên cộc cằn và đòi hỏi hắn trao nhiều thuốc để hít. Hắn nổi điên lên, giết chết Papyrus. Người dám lớn tiếng ra lệnh với ta hả? Slenderman hắn không bỏ cuộc. Lần này hắn quyết định lập một kế hoạch chi tiết và rõ ràng hơn. Hắn đã bắt gặp Pennywise, một học sinh chung lớp với Papyrus. À, có chuyện gì vậy trời? Bọn ngươi mù hả? Sao ngươi chặn đường ta? Đây, cậu bé, ta có thứ thuốc kiểu này thơm lắm. Cái gì? Quất vô một phát là phê tới già luôn. Thử không? Phê thuốc hả? Nghe lạ dữ vậy trời. Được, cho ta hàng điếu đi. Pennywise chính thức bước vào con đường nghiện ngập. Kế hoạch của Slenderman chính thức được bắt đầu. Hắn muốn khống chế tất cả ác quỷ trong thế giới lòng đất này để đưa mình lên thế giới của con người. Sam ơi, cậu đừng có buồn nữa. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Em của cậu thật là tội nghiệp. Thôi, đến lúc rồi, chúng ta về thôi. Đúng rồi đó Sam. Và cô gái thôi, để khác nó cuồng sao? Cái cậu cứ về trước đi. Ta muốn ở với lại em trai của ta một tí. Vậy thôi, cậu ở lại với mày rớt một chút rồi về nha. Thôi về mày. Cái bà hàng xóm nhà tao mới đẻ đứa gái nhìn đẹp lắm. Tới đặt hàng trước đi, để vài bữa nó lớn tới lấy nó làm vợ luôn. Mày rớt, anh xin lỗi. Anh không thể giết kẻ đó để báo thù cho em. Hắn nhanh quá. Anh đã lùng tìm khắp cả thế giới bóng tối lòng đất này, vẫn không tìm được hắn. Nếu mình cùng lại đây vẽ phá, vẽ cho nó hết thấy đường về nhà. Quăng trong cái bọn, ta cũng đi vòng tròn. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Hả? Đại ca San, làm gì ở đây buồn dữ vậy? Tao có lỗi với lại Papyrus, tao không thể báo thù được cho nó. Quên mất, em trai của anh mới chết. Em tưởng đâu anh bị gái bỏ không à. Thôi, buồn làm mẹ vậy. Tới đây, hít một phát tiên dược nè. Lên thấy tiên cảnh bồng lai liền. Hả? Quỷ Noel, sao nhìn mày hôm nay giống như là đứt dây thần kinh, ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? Trời ơi, đại ca đúng là quê mùa, không biết gì hết trơn hết á. Bữa nay nè, có cái thứ thuốc xịn lắm. Lớp em á, nó truyền tay nhau quá trời luôn. Hít vô một phát phê bà cố luôn đó. Đại ca hít thử đi, đại ca hít thử đi. Đúng rồi, là cái mùi của thứ thuốc đây. Trước khi chết, Papyrus nó đã tỏ ra cái mùi này rất đông đắc. Kẻ nào đã đưa cho mày thứ thuốc đây? Chắc chắn là cái tên khốn kiếp đó phải không? Em không biết nữa. Lớp em nó truyền tay nhau quá trời luôn á. Hít vô một phát, giờ em muốn cởi quần áo ra chạy vòng vòng cho nó mát luôn á. Một lũ ngáo đá. Tên khốn đó, hết đầu độc giết chết em trai của tao. Bây giờ muốn đầu độc cả cái lớp học sinh ác quỷ đi à. Tên bẩn thỉu đó, ta tưởng người rời khỏi thế giới quỷ đi. Không ngờ người quẩn quanh quẩn đâu đây. Lần này ta phải bắt được ngươi. Hả? Sao mà lớp học tan tành hết rồi nè? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Quẩy ra đi nào anh em. Đốt trường học. Đập thầy cô.
đó là niềm mơ ước của chúng ta. Lên lại. Chú cây, có phải tên có nhiều súc tu đưa thuốc này cho các ngươi hết đúng không? Bê quá, từ từ thôi em. Chết tiệt thật, những giáo thuốc à. Rốt cuộc, thật khốn kiếp đó, đã làm gì cái lớp học này? Trời sinh có mận, có đào, có trai, có gái, có người như em. Người ta đi biển có đồi, còn em đi biển mất đôi dép lào. Thầy giáo mà mày cũng dám đánh à? Chát mày nè. Thầy giáo khổ kiếp hả? Thường ngày mày ép tao chép phạt, hôm nay tao đánh cần mày nữa. Tao cho mày chát. Thầy quỷ đầu bếp à? Trời ơi, hôm nay sao tự nhiên em đẹp vậy? Anh hít cái thứ thuốc đó vô, anh cảm thấy sung quá à. Chúng mình làm chuyện 18 cộng nha. Giờ này ai còn 18 cộng nữa? Người ta 20 mấy 30 cộng rồi. Vô đi anh. Đúng là một lũ học sinh khốn, biến thái bạo loạn. Ta sẽ trừng phạt các ngươi. Kẻ nào đã đưa thuốc cho chúng mày? Hẳn ở đâu? Có phải là tên nhiều xúc tu màu đen không? Đáng phê mà. Ai đánh mình vậy? Chẳng lẽ má mình đánh hả? Má ơi, tha cho con đây. Đúng là một cái lũ ngáo thuốc lắm rồi. Ta nói các ngươi, ai đưa thuốc này cho các ngươi? Là Pennywise. Là chú hề Pennywise X à? Không thể nào. Tại sao lại là hắn chứ? Lấy số thuốc này ở đâu? Má ơi, đừng có đánh con nữa, con đau quá à. Có kẻ kia, hắn là Slenderman đó. Hắn đưa thuốc cho con. Hắn kêu là truyền cho các bạn, truyền cho tất cả mọi người cùng hết cho vui. Slenderman à, hãy bao dẫn ta tới chỗ của hắn. Hắn ở chỗ đây hay sao? Dạ đúng rồi má. Má đừng có nấm đầu con nữa, đau quá à. Tao không phải là má của mày. Mày ngáo thuốc nặng lắm rồi. Thì ra hắn trốn trong làng. Hèn chi mình đi tìm ở coi rừng hoài mà không thấy hắn. Ở ngay chỗ gốc cây đó má. Trời ơi, má ơi, má lôi con gãy hết hai cái đằng cửa rồi. Má thả con ra đi. Má gì mà ác vậy? Khốn kiếp, tao không phải là má của mày. Tao không có bị lẹo cái. Hãy mau kêu hắn ra đây. Bà ơi, má kêu bà kìa. Nhìn ngươi kìa, chơi thuốc nặng lắm rồi. Còn công việc tao giao cho ngươi như thế nào? Cuối cùng tao cũng tìm được ngươi rồi. Đến ngày tao trả thù cho em trai của tao. Má tìm bà dữ lắm. Hai người yêu nhau đây. Ngươi dám dẫn hắn tới đây à? Ta nghe nói ngươi là kẻ mạnh nhất tại thế giới bóng tối này. Để ta coi thử ngươi mạnh cỡ nào. Đúng là một kẻ bốc phát, một thằng côn đất. Từ đây ta mới là kẻ thống trị tại thế giới bóng tối này. Tất cả ác quỷ ở đây phải quỳ dưới chân ta. Ta là trí tôn của ác ma. Mới có một chiêu, ngươi đã chịu không nổi rồi. Bây giờ là cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Hợp thể giữa Slenderman và chú hề Pennywise. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ngươi giết em trai ta? Ngươi muốn phá hủy cả thế giới ác quỷ này. Đây là thế giới hạnh phúc của bọn ta. Tại sao? Hả? Mẹ kiếp, hắn đâu rồi? Chẳng lẽ hắn tan xác rồi à? Hả? Đâu như vậy? Sao nhanh quá? Là tên xác đó. Nhanh quá. Chết tiệt. Slenderman, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Sàn ơi, từ từ bình tĩnh lại. U miếng nước trà, ăn miếng bánh hay nữa mình nói chuyện. Đại ca Sàn ơi, đừng mà, đừng. Ngươi phải chết. Chết cái đầu của mày.
Mày ép tao, mày ép tao à? Mày nghĩ tao đơn giản à, cái thằng lùng tặc kia? Bây giờ tao cho ba má mày nhận mày không ra luôn. Tao cho mày với thằng em mày đón tủ với tao. Ồ, nó đâu mất tiêu rồi? Ở trên đây, nhân danh chúa thể tại thế giới bóng tối đã phán quyết cho ngươi tội chết. Không phải người, mà ta mới chính là kẻ. Người khác phải khiếp sợ. Sau cái chết của Papyrus, San cùng tất cả các loài quỷ khác dưới thế giới lòng đất có một cuộc sống yên bình. Sau nhiều năm, loài quỷ cũng bắt chước con người xây nhà lầu, biệt thự và có một cuộc sống xa hoa, một thành phố vô cùng phát triển. Trái ngược với những con ác quỷ khác, San lại dùng số tiền của mình đầu tư vào trường học. Nào cả lớp, đứng dậy chào thầy San nào. Có lẽ lớp học là nơi lưu giữ hình ảnh cuối cùng của Papyrus, em trai của mình, nên San quyết định đầu tư tại nơi đây. Xin chào tất cả các bạn, tôi là San. Tôi là một thành viên của làng quỷ này. Tôi là người đầu tư cho trường học, cũng xin phép được làm trợ giảng để dạy các bạn. Mấy cái đứa học sinh mắc dạy vô giáo dục này, uổng công mấy bữa giờ tao dạy cho chúng mày. Bây giờ chúng mày thấy nhà đầu tư không đứng dậy là sao? Thôi thầy ác quỷ à, đừng có ép mấy em nó, không có sao đâu. Mặc dù thầy San chỉ là trợ giảng, nhưng mà chúng mày phải tôn trọng xí. Nếu không ai trả lương cho tao hả? Đại ca San ơi, đại ca hôm nay trở thành trợ giảng rồi. Đại ca định dạy môn gì vậy? Chắc đại ca của mày định dạy môn cô gái đại pháp đó. Cái thằng thầy khốn kiếp, thấy người có tiền là nó nịnh như gì vậy đó. Đi anh em mình, bữa nào chùm bao bố đánh chết cha đó đây. À, em nào đợi đánh chết cha tôi đó. Thôi, được rồi cả lớp, tôi sẽ trợ giảng cho lớp này. Tôi thấy thế giới loài quỷ của chúng ta cũng không khác gì thế giới của con người. Tại sao chúng ta không có môn đạo đức của quỷ? Ngày hôm nay tôi sẽ có một bài kiểm tra đạo đức đầu năm dành cho tất cả các học sinh quỷ tại lớp này, để xem xét thử đạo đức của các bạn đã tới đâu rồi. Ê, thằng thầy lùng tịch kìa, tao không có đạo đức khỏi phải kiểm tra. Hả? Cái em mới vô, em nói cái gì đó? Dám lớn tiếng với lại thầy trò giảng San như vậy à? Bởi vì chúng ta là loài quỷ bị con người xua đuổi, thậm chí một số bị phong ấn xuống dưới đây do chúng ta không có đạo đức đó. Hôm nay thầy giáo San đưa môn này vào giảng dạy là rất chi hợp lý. Ôi trời ơi, chưa học con mẹ gì hết mà bây giờ bắt kiểm tra biết làm gì đi hả trời. Nào các bạn hãy truyền tay bài thi cho nhau nhé. Trong đây là một số câu hỏi mà các bạn ai cũng trải qua rồi. Chúng ta sẽ giữ mối quan hệ như thế nào với con người chẳng hạn. Nào mọi người cứ yên tâm đi, hãy cố gắng làm một cách trung thực nhất. Với lại bài này cũng không phải bài thi học kỳ đúng mà. Chúng ta sẽ có 15 phút làm bài kiểm tra này. Các em cũng không cần phải quay cóp gì đâu, bởi vì bài thi này không có trong sách đâu. Cho mở thoải mái. Vừa mới bị phong ấn xuống dưới đây cái bắt đi học à. Gì đưa đây bài kiểm tra, có biết chữ đâu mình làm hả trời. A, B, C, chọn câu nào đây? Thôi khỏi suy nghĩ, cứ đánh A hết đi. 10 điểm thì cũng được 2,5 điểm. Trời ơi, câu hỏi gì kỳ vậy? Nếu bạn gặp con người, bạn có ăn thịt không? Ngu gì không ăn. Câu số 5, các bạn thấy một con quỷ chết có cứu không? Cứu làm gì? Nào, các bạn học sinh, đừng có bồng bột như thế. Các bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi câu trả lời của mình. Đây là câu trả lời dạng tâm lý mà thôi, không có kiến thức, không cần phải học bài gì đâu. Chọn đáp án C này, D này, B này, đáp án A. Ê, thằng Ben đi kìa, mày biết đáp án đúng không? Chỉ tao với, để mở mà. Không cho mở sách nhưng cho hỏi bạn chứ bộ, đúng không? Trời ơi, tụi mày ồn ào quá à. Bài kiểm tra đạo đức mà cũng không biết làm nữa. Đúng là cái bọn đạo đức bị chó ăn hết rồi. Đúng là cái bọn không có đạo đức, tao gặp con người là tao ăn hết. Dễ như vậy mà cũng không biết trả lời. Được rồi, cả lớp tập trung làm bài đi. Các em còn 1 phút nữa là thu bài lại đó. À, cũng đã tới giờ rồi. Nhanh chuyển bài lên đầu bàn nào. Hả? Đi, nhờ đi, thầy trợ giảng San thu tất cả bài kiểm tra lại. Trời ơi, tụi mày cứ quất A vào hết đi. Được rồi, cả lớp trật tự nào. Bài kiểm tra tôi đã thu lại hết rồi. Nào, cả lớp trật tự nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài mới của năm học mới, địa lý thế giới quỷ. Còn bài kiểm tra hôm nay ngày mai các em sẽ nhận kết quả. Sau khi kết thúc, thầy San sẽ đem bài này về nhà chấm nha.
Thiệt là mệt mỏi quá. Về thôi tụi bay, về thôi. Thôi về thôi, chở má tao đi bơi nữa. Thưa thầy chủ nhiệm, thật là làm phiền thầy quá. Vừa mới vào lớp trợ giảng, tôi đã cho các em làm bài kiểm tra. Trời ơi, có cái gì đâu. Anh đầu tư cho lớp này rất nhiều rồi mà. Thôi thầy tranh thủ về đi, còn chấm bài kiểm tra nữa. Tôi biết rồi. Công nhận lần đầu tiên được làm thầy giáo oai ghê luôn. Mình rất thích. Mình phải cố gắng lên. Mình phải cố gắng giúp tất cả học sinh thế giới quỷ này ngày càng tốt đẹp. Đừng như em trai của mình làm đường lỡ bước. Ê, trời ơi, không cẩn thận tí nào hết. Cũng may là bài thi không sao. Giờ phải về nấu ăn rửa chén, sau đó là chấm bài kiểm tra đầu năm cho các em nữa. Hy vọng tất cả mọi người đều có một cái thứ đạo đức gì đó gọi là chuẩn mực. Này, thằng thầy xa lùng tịch kia, đứng lại. Mau, mau, bắt cái thằng thầy đó lại, chùm bao bố đánh chết rồi đi. Các em là học sinh trong lớp học quỷ mà. Các em đang nói gì vậy? Đó vừa bọn tao học đang yên đang lành, chẳng có kiểm tra gì hết. Mày vô bị đặt ý kiến này ý kiến nọ, còn bị đặt giả nhân giả nghĩa đạo đức nữa chứ. Đúng rồi đó, cái thằng giả đạo đức chùm bao bố đó đây. Hả? Các em học sinh cá biệt đây. Khỏi cần chùm bao bố, đánh cho nó chết tại chỗ luôn. Mày, mày thích đạo đức như bọn tao à? À, hay lắm, hay lắm đại ca ơi. Đánh, đánh cho thằng thầy nó chết đi. Hay lắm, hay lắm. Các em thật là hỗn xược. Các em là học sinh mà dám tấn công cả thầy chỗ giảng à? Thầy ơi, thầy ơi, chúng em không có ý đâu. Giờ tới hồi nãy hắn dụ chúng em phải làm như vậy đó. Hả? Rốt cuộc là sao? Hắn cho chúng em thịt người, sau đó kêu chúng em là quậy nát cái thành phố này lên đó. Đây, đây, tên kia, tên kia. Tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi không bắt được ta đâu, ngươi không bắt được ta đâu. Đứng lại, rốt cuộc ngươi lại. Tại sao ngươi lại đem thịt người vào thế giới này? Hả? Rất nhiều thịt người. Còn thứ kia, không lẽ là cánh cổng không gian? Tại sao hắn lại có thể mở ra cánh cổng đó được? Mình phải làm rõ chuyện này, không để hắn thoát. Hả? Sao nơi này toàn lửa không vậy? Sạch, ngươi hãy quay lại đi. Ngươi càng đuổi theo ta, lửa đây sẽ thiêu chết ngươi. Thì quá khinh thường ta rồi đó. Ta là một trong những chiến binh mạnh nhất trong thế giới lòng đất. Mạnh lắm. Được, chị thì vào thế giới của ta. Ta chắc chắn những con ác quỷ ở đó sẽ xé xác ngươi. Vẫn còn thế giới ác quỷ khác nữa hay sao? Chào mừng ngươi đến với thế giới của những con ác quỷ không có trần tính. Ở đây bọn ta sống trong khát máu. Anh chém ơi, có kẻ xâm nhập. Kẻ đâu vậy? Kẻ đâu vậy? Tên gọi xâm kia dám xâm nhập vào khu vực của anh em bọn ta. Bọn ta sẽ dặn hết đầu của ngươi. Là không có cố ý tiêu diệt hai anh em tụi ngươi. Bất kể nào đi ngang qua đi, anh em bọn ta đều phải xé xác. Bọn ta không có tin vào kẻ nào hết. Hai anh em tình khốn này, sao cứng đầu không nói lý lẽ vậy? Ta chỉ đi muốn bắt cái kẻ kia thôi. Hai anh em tụi ngươi có liên quan gì tới ta? Bọn ta không cần nói lý lẽ. Kẻ nào đi ngang đây đều phải chết. Anh chép ơi, mau, mau cắn nát đầu của hắn đi. Em sẽ cắn vào mông của hắn. Hai đẹp tình khốn này. Vậy được, chúng mày không nói lý lẽ, tao sẽ đấu với hai anh em mày một trận. Em trai của ta, mau, mau, bắt tôi lại. Để anh sẽ mông cả bao tử ruột tim của nó ra rồi. Chúng ta sẽ nhai đầu của nó. Ok anh chép, hai anh em chúng ta lên thôi. Trời thiệt thật, hai anh em tự đầy tất đập bánh. Bây giờ phải làm sao đây? Đây, hai anh em tụi ngươi nói rằng kẻ nào đi qua đây phải chết. Tại sao tên lúc nãy đi qua đường con ta thì không? Bởi vì tên đó là thành viên của hoàng tộc. Tại nơi đây hội tụ những xác nhân như những con ác quỷ độc ác nhất. Tại thế giới đây bọn ta cấu xé tiêu diệt lẫn nhau. Nếu ai là người sống sót cuối cùng sẽ được gia nhập vào hoàng tộc. Anh em ta cũng muốn điều đó. Chép ơi, đừng có nói nhiều với hắn nữa. Mau giết hắn đi. Được rồi, mày chết đi. Anh chết thiệt là mạnh hay quá à. Hôm nay chúng ta đã giết được 10 con ác quỷ rồi. Con này là thứ 11.
chúng ta sắp được gia nhập vào hoàng tộc. Đúng rồi, đây rồi. Ta không ngờ bọn con tồn tại một cái thế giới bẩn thỉu như thế này. Một thế giới quỷ vô nhân tính. Ta sẽ tiêu diệt cái thế giới bẩn thỉu này. Còn những kẻ cầm đầu hoàng tộc. Chết rồi. Sao năng lượng của hắn tỏ ra mạnh quá. Giờ sao đây? Đến lúc rồi, ta sẽ xóa sạch cái lũ hoàng tộc độc ác tại thế giới này. Trong một lần truy đuổi con ác quỷ chuyên phá hoại các hành tinh khác, Sash đã từ hành tinh của mình di chuyển qua một hành tinh ác quỷ vô đạo đức. Và tất nhiên, tất cả những người đồng đội của Sash cũng di chuyển theo để có thể giúp cho cậu ấy một phần nào. Sash ơi, chờ bọn ta với. Đưa tay đây nào các bạn. Bảy bên nhau bạn nhé. Tình khốn, dù ngươi có chạy tới chân trời không biển, ta phải tìm được ngươi. Chẳng lẽ nơi đây là trung tâm của thế giới ác quỷ vô nhân tính, hội tụ những con ác quỷ tàn độc nhất trên đời này? Hả? Cái nè, cái nào? Mở ra đi, đừng núp núp, lo lo nữa. Người thấy ta có nhanh hay không? Tiếp tục coi tốc độ của ta nè. Sao nó nhanh dữ vậy? Ngươi là thứ gì? Ta là bé bồng bông. À quên, ta là tắc kè bông. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Ngươi có thể bắt được cầm ta. Cầm mồm cho ta. Đúng là cái thứ vớ vẩn. Mau, nói cho ta biết ác quỷ hoàng tộc ở đâu. Mới gì nói cho ngươi. Ngọn núi lửa đằng kia kìa. Đau mong quá đây. Đến lúc phải tiến vào nơi đó rồi. Bắt tịch ác quỷ hoàng tộc đã gây ra lỗi lầm tại thế giới của mình. Người đừng vào trong đó, chắc chắn người sẽ không ra được đâu. Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá, dân chơi chết chùm cho coi. Thì mà sảng khoái quá. Hãy là lớn lên. Ta thích những tiếng gào thét của ngươi. Lại thêm một con ác quỷ khác à? Lần này là thứ gì nữa đây? Mình không thể đứng ngoài được. Thứ độc ác này mình phải tiêu diệt nó luôn. Kẻ nào dám xâm phạm ta? Tao cho mày chết. Tiếp đi. Đánh ta tiếp đi. Đúng là một thứ bẩn thỉu. Người có thể lột da con người một cách vui vẻ như vậy à? Sợ quá à? Tao gần chết luôn nè. Bút tiền ra trong quần mà tiền không có được nè. Nãy giờ đủ chưa cái thằng nhóc kia? Ngươi không hề hấn gì à? Tất nhiên là ta không bị sao rồi. Ta là đại ác quỷ Little Fay. Trên trần gian kẻ nào cũng phải khiếp sợ ta. Nhưng thật xui xẻo, một bữa ta đi ăn thịt chó, ăn trúng con chó mực, bị phong ấn xuống dưới đây đó. Tình bẩn thỉu, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đến lúc tiệt một lột da rồi. Chẳng lại đây Little Fay. Nó đến đây vì ta. Nó là của ta. Ngươi đi đi. Hoàng tử ác quỷ, ta thấy nó trước. Ngươi đừng cứ sử dụng cái vai vế hoàng tộc để ép ta. Mau biến đi, nó là của ta. Ngươi dám cãi lời ta? Ngươi đừng ép ta. Ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào đó. Được rồi, vậy thì hãy hủy diệt hắn đi, dây xanh ít. Không. Chống lại ai không chống thì chống lại ta. Ta sắp trở thành chú quỷ trên cái đời này rồi. Được rồi Jason, đem tên San này về hang động, hành hạ hắn cho đến khi hắn quy phục dưới chân của ta. Bây giờ ta đi chuẩn bị để trở thành quỷ vương đây. Đau quá. Sao? Ngươi chịu quy phục dưới chân ngài hoàng tử quỷ không? Nếu không, ta sẽ đốt ngươi thành tro.
Không, không bao giờ, không bao giờ. Ta sẽ xóa sổ cái nơi độc ác này. Dừng lại đi, dừng lại đi. Ngươi là Jason, ngươi là Jason. Ta nhận ra ngươi. Ngươi nhận ra ta hay sao? Vậy thì mau quy phục đi. Nếu không, không bao giờ. Nhưng mà tại sao ngươi lại chịu sự sai khiến của tên đó? Ngươi có biết rằng tên đó thật tàn nhẫn và độc ác. Hắn đem con người vào thế giới ác quỷ để ăn thịt, tạo ra mối hận thù giữa con người và ác quỷ. Ngươi là một sát nhân rất nổi tiếng, không chịu sự khống chế của kẻ nào. Tại sao lại làm việc cho hắn? Con người à, chính bọn chúng đã làm cho ta trở nên như thế này. Ta chỉ muốn sống một mình ở bờ hồ Nguyên Thù. Vậy mà bọn chúng muốn chiếm đất của ta, đẩy ta, sau đó biết ta sợ nước, phong ấn ta dưới một cái hồ gặp nước. Cũng may là hoàng tử chúa quỷ để giải thoát cho ta, và lời hứa phải phục tùng hắn, nên ta sẵn sàng làm những gì hắn sai bảo. Không, không, hắn đang lợi dụng ngươi thôi. Ngươi cầm mồm cho ta. Ngươi bảo vệ loài người là ta thấy không thích rồi. Ngươi còn muốn hỏi cho ai vậy? Dừng lại đi Giai Sạch. Ta biết ngươi bảo vệ bờ hồ là muốn giữ lại kỷ niệm của mẹ ngươi. Ta hứa sẽ cho ngươi gặp mẹ ngươi một lần nữa. Bằng cách nào? Mẹ ngươi sau khi chết xuống cũng trở thành một con ác quỷ, nhưng ở cấp độ nhẹ hơn. Bà ta hiện tại đang ở thế giới dưới lòng đất của ta. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội rời khỏi đây. Ngươi hãy đi theo hướng này. Ta mở cho ngươi một cánh cửa rồi. Nếu ngươi lừa gạt ta, ta sẽ đốt cháy cả thế giới của ngươi rồi. Jason X, ta muốn hỏi tên hoàng tử chúa quỷ đó hiện đang ở đâu? Ngươi ta muốn tìm hắn. Ta đã quay mặt vào trong coi như không thấy ngươi rồi. Thôi được, hắn đang ở trung tâm núi lửa. Ngươi muốn giải quyết chuyện của ngươi thì nhanh lên. Ta muốn gặp mẹ của ta ngay được bây rồi. Giờ được rồi, bây giờ tôi phải đi tìm hắn, tiêu diệt hắn trước đã. Tên độc ác đó không thể nào bỏ qua được. Trung tâm núi lửa đằng kia. Bỏ ra mấy quỷ tắc kè kia. Hả? Làm gì cắn chủ đích của tao vậy? Tiếng của quỷ Noel. Cho cắn miệng đây, thèm quá à. Mày tắc kè khổ kiếp, mau thả cái phao câu của tao ra. Đau quá à. Trời ơi là trời, đi cứu người ta mà cuối cùng gặp nạn hết cả lũ là sao? Trời ơi, phao câu của thằng này ngon quá à. Cặp miếng cái coi. Nhạm. Hả? Là những học sinh trong lớp học quỷ. Sao bọn họ lại tới đây chứ? Chắc chắn là vì mình rồi. Trời ơi, mình phải cứu họ trước đã. Không xong rồi, mình đuối quá. Trời ơi, Sam, cậu ấy tỉnh lại rồi kìa. Đi cứu người ta mà cuối cùng để người ta cứu lại, thiệt là nhục mặt với mấy anh khứa này quá. Thì tại mày chảy đường ngu đó, nói gì nữa. Thôi giờ mỗi đứa chia hành lý giải tán đi, ở đây tập tụ lát nguy hiểm lắm. Hả? Sao mấy đứa mày lại nói như vậy chứ? Sam vì chúng ta mới tới nơi này để bắt tên hoàng tộc chúa quỷ kia. Bây giờ mình phải tìm cách cứu cậu ta và tiêu diệt luôn nơi này chứ, đúng không? Đúng. Thì ra hắn là Sam. Hắn là lãnh đạo vậy? Của một lũ ngu tộc các ngươi. Tuy các ngươi ngu nhưng thật là dũng cảm, thật đáng ngưỡng mộ. Hèn chi hắn lại hy sinh như vậy. Ngươi là ai? Có tin là ta bóp mũi ngươi không? Gặp mấy thằng thiếu y ốt này, mình cũng đào não theo. Được rồi, các ngươi hãy tập trung cứu Sam đi. Hãy truyền toàn bộ sức mạnh của các ngươi cho Sam. Hả? Đúng rồi hả? Cái tên người đầy lửa đó có ý kiến hay đó. Mọi người có nghe không? Truyền sức mạnh đi, truyền cho Sam đi. Sam nhận lấy nè. Hả? Sao Sam biến thành màu hồng nữ tính dữ vậy? Còn bọc hai cái sừng nữa. Trời ơi, nhìn giống như bị người yêu cắm sừng vậy. Sam nó nổi điên rồi.
cho chúng quỷ. Ta đã già rồi, hôm nay là ngày nhường ngôi cho con trai của ta, hoàng tử chúa quỷ. Nó sẽ đảm nhận chức chúa quỷ, thống trị các ngươi. Nó có khả năng mở cánh cổng không gian, đem thịt con người phát cho chúng ta ăn hàng ngày. Ta hứa, khi ta lên ngôi vàng chúa quỷ, ta sẽ cho mọi người ăn chơi quậy phá sung sướng suốt ngày. Chết kia, sao trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen kìa? Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Chết hết đi, lũ sâu bò. Các ngươi mà cũng tự xưng là chúa quỷ à? Tôi vừa mới lên ngôi thôi mà, tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn vào lỗ đen đâu. Không. Các người tưởng rằng các người là trung tâm của loài quỷ à? Chính ta mới là chúa quỷ. Trong một khu rừng kỳ bí xuất hiện một chiếc mặt nạ bị nghiền rũ. Chiếc mặt nạ này rất giống khuôn mặt của Sam. Và rồi sau đó, Sin cậu bé bút chì trong một lần đi cua gái không may lạc vào trong khu rừng này. Sin nhìn thấy chiếc mặt nạ kia vô cùng kỳ lạ, nhanh chóng tò mò tới đeo thử. Ở đằng kia có chiếc mặt nạ, trời ơi đẹp quá à, mình phải đeo thử mới được. Vừa rồi, vừa luôn rồi. Sao khó chịu thế đây, sao khó chịu quá. Chiếc mặt nạ này đã khống chế Sin, sau đó kéo Sin xuống thế giới lòng đất ác quỷ. Mặt khác, lúc này tại thế giới lòng đất của ác quỷ, San đang chiến đấu với một con rồng bảy màu để bảo vệ thế giới của mình khỏi sự phá hủy của nó. Dài, con rồng chết tiệt, vì mày mà biết bao nhiêu loài quỷ đã bị tiêu diệt rồi. Lần này tao phải thanh toán mày, xóa sổ mày khỏi thế giới này. Con rồng này, mày cũng mạnh đó, nhưng mà mày đã sai đường lạc lối rồi. Tao phải hấp thụ hết sức mạnh của mày để mãi mãi mày không được siêu thoát. Con rồng chết tiệt này, ngàn năm nó không tắm hay sao mà thúi dữ vậy. Ai, khó chịu quá. Phải về nghỉ ngơi một chút mới được. Thì ra ngươi là kẻ bảo vệ thế giới này à. Vậy ta sẽ khiến cho cả thế giới này căm thù ngươi. Trời ơi, giờ này tới giờ học rồi mà ông thầy San còn chưa tới nữa. Ông càng ngày càng lề mề. Nghe đâu ông mới được lên làm giáo viên chính thức đó. Lớp chúng ta thiệt xui xẻo, vừa mới vô học đã gặp ông thầy mới rồi. Ông có biết mẹ gì đâu mà vậy. Nhưng mà lũ quỷ chúng ta có học hành gì đâu, thầy dạy dở hay gì giỏi cũng như nhau à. Nhìn nhìn kìa, con nhỏ kia được quá trời đứa cua luôn. Bé mà đã nghèo quá à. Nhìn ba vòng của em thiệt là xé xay. Em có người yêu chưa? Em mà chưa có cái anh nhào vô liền. Mà thôi, em có rồi, anh cũng đánh thằng người yêu em, cướp em về tay cho em. Em ơi, đừng có nghe cái thằng quỷ dơi đó, nó xạo trò lắm. Ở nhà nó có mấy con vợ rồi đó, nó dụ em đó. Anh nè, anh còn độc thân mà, thấy anh có đẹp trai không? Em ơi, nhìn nó đi, mũi tẹt, mắt hiếp, mỏ hôn. Nhìn ba nó còn không thèm nữa. Em xinh đẹp như thế này thì phải quen anh. Anh cái gì cũng thiếu hết á. Nhưng mà tiền thì anh dư giả lắm. Về ở với anh đi, nhà lầu xe hơi biệt thự, ăn chơi nhảy múa bay lắc các kiểu. Tao là BD, ba thằng mày có chịu quen không? Thiệt là đau bụng quá đi. Đúng là cái lũ hám gái, thì ra là chọc chúng BD. Tụi mày ơi, hôm nay thầy sáng cho nghỉ. Tao mới ghé nhà thầy đó. Thầy nói thầy đánh yêu quái hôm nay bị bệnh nên thầy không có sức chạy. Thầy cho nghỉ một bữa. Yeah, đứa nào đi chơi với tao không? Hôm nay có quán điện tử kia mở kìa. Quán điện tử ôm. Hả? Quán điện tử ôm là gì vậy? Tức là vừa đánh điện tử mà vừa ôm gái đó. Thôi về tụi bay. Ai vậy? Ai nói với chúng mày là hôm nay nghỉ không? Trời ơi tụi bay, sao nhìn ai giống như thầy San vậy? Nhưng mà lùng tạch thì tao chính là thầy của tụi mày chứ ai nữa. Hôm nay tụi mày dám to gan nghỉ học à? Thầy ơi, hồi nãy thầy nói với em trong nhà của thầy, thầy mệt thầy cho nghỉ mà. Hả? Tao chỉ thử tụi mày có tinh thần tự học của tụi mày có cao hay không. Được rồi,
tụi mày hãy lắng nghe đây. Hôm nay tao sẽ có một buổi học đặc biệt dành cho tụi mày. Ồ, thầy San ơi, sao hôm nay thầy nói chuyện giống như là muốn lấy cái dép quăng vô mặt vậy? Câm mồm đi cái lũ mất dạy. Hôm nay tao sẽ dạy cho chúng mày cách chửi tục. Trời ơi là trời, có phải thầy San không? Ông là một con người có đạo đức mà hôm nay dạy gì kỳ vậy? Lũ quỷ chúng mày hãy nhìn lên đây, chúng mày thật là ngây thơ. Ai mà không biết chửi tục hả? Chửi tục là một niềm hạnh phúc, là một niềm đam mê, giúp người ta giảm stress. Đôi khi chửi tục cho nó sướng miệng. Ê, tụi mày ở nhà má tao cấm tao chửi tục nên mới cho tao đi học. Bây giờ lên đây học chửi tục về má cạo đầu tao luôn đó. À, sao hôm nay ông thầy Sam kỳ cục vậy ta? Từ hình dáng, giọng nói cho đến cách dạy nữa, chỉ có khuôn mặt là giống mà. Không biết ông có bị chúng tà vậy không nữa. Chúng mày làm bầm cái gì đó cái lũ ngu này. Hôm nay tao sẽ chỉ cho chúng mày những câu chửi đi vào lòng đất. Trước khi chúng mày đánh nhau, chúng mày phải chửi cho nó đã miệng, làm cho đối thủ hoang mang. Hả? Thầy ơi, nhưng mà thường ngày thầy dạy đạo đức mà. Ừ, thì đây cũng là đạo đức đó. Nhưng có điều đây là suy thoái đạo đức. Được rồi, quay vào vấn đề nào. Câu chửi đầu tiên tao dạy cho chúng mày là: cái đồ đích dịch kia, mày có tin là tao đánh vỡ mồm mày không? Nghe có khiếp sợ không nào cả lớp? Trời ơi là trời. Khi chúng mày chửi người ta thì chúng mày phải vừa chửi vừa chu cái mỏ lên, phun nước bọt ra, nó mới hoành tráng. Hả? Trời ơi, chửi gì đâu mà thâm độc dữ vậy? Đã vậy còn phun nước bọt vô mặt người ta nữa. Thì như vậy tụi nó mới sợ chứ. Chứ tụi mày chửi như BD vậy ai sợ? Đụng chạm rồi nha. Con còn BD ngồi đây nè. Bây giờ tao dạy tụi mày hiểu chưa? Tao nói muốn nuốt lưỡi luôn rồi đó. Nào, cả lớp bây giờ thực hành nào. Từng đứa đứng dậy, chửi cho tao nghe. Chửi cho thiệt đã. Chửi phun nước miếng tùm lum cũng được. Thầy ơi, qua dạy đạo đức đi. Chúng em không có thích học mấy cái thứ này đâu. Nhìn bẩn thỉu lắm. Đúng rồi đó thầy. Người ta đi học là học cái văn minh, cái hay, cái đẹp. Lũ quỷ chúng em cũng vậy. Tự nhiên bữa nay thầy trúng gió hay sao mà thầy dạy gì bậy bạ không mà. Đổi đi thầy. Ừ, thầy ơi, nhưng mà sao hôm nay thầy lạ lắm á. Thầy bị thất tình hay là thầy uống thuốc chuột? Đầu óc thầy không bình thường đúng không? Cái lũ khốn kiếp bẩn thỉu này, tao đã cực khổ nói nãy giờ hết nước miếng mà chúng mày không nghe. Vậy thì tao sẽ giết hết chúng mày. Chúng mày hãy nhớ, tao là San, tao là San. Chúng mày hãy căm thù tao, chúng mày hãy giết tao. Đến lúc tao sẽ đi phá nát cái thành phố này. Nhức đầu quá, chắc phải đi bệnh viện để bác sĩ xúc bao tử quá. Ăn uống tầm bây giờ vô mệt. San, San đâu? Mau ra đây đi. Thằng khốn San, có chuyện gì vậy? Bao nhiêu tội lỗi rồi, mau ra đây. Tội lỗi gì chứ? Sáng giờ ở nhà đau bụng nhức đầu muốn chết luôn. Đi tiêu chảy còn không kịp đi nữa. San, tại sao ngươi, ngươi lại đốt nhà của ta? San, tại sao trên lớp học ông dạy chúng tôi chửi tục? Chúng tôi không chửi, ông đánh chúng tôi. Chưa hết đâu, má của tôi cho $20 mua kem ăn, trắng lột hết luôn à. Không, không, sáng giờ tôi ở nhà mà, tôi có ra ngoài đâu. Là người đó, người đang phá hoại thế giới này, người còn chối à. Không phải tôi mà, không phải tôi, không phải tôi, cái người đừng đổ oan cho tôi. Đã nhận tội, bây giờ người chối là sao? Không, không, cái người im đi. Cái cười im đi. Trời ơi, nó điên rồi kìa. Nó lợi mặt chuột ra rồi đó. Nó bỏ chúng ta. Trời ơi, cơ thể của nó chuyển thành bảy màu làm rồi. Làm sao nó định tạo loạn rồi? Mau đuổi nó ra khỏi thế giới này đi. Cái gì trên mường hết đi. Kẻ nào đã hãm hại ta, ta phải tìm bằng được kẻ đó. Tại sao, tại sao ngươi muốn giết ta chứ? Ta là một con quỷ ăn chay niệm Phật, ta làm từ thiện mà. Nhưng ta thích giết những kẻ như ngươi. Chết thiệt. Thì ra kẻ giả tạo ta ở đây. Ngươi đã phá hoại danh dự của ta. Hả? Ta thích như thế. Ta thích như thế. Ta sẽ thay thế ngươi. Ta sẽ khiến cho thế giới này phải quy phục dưới chân của ta. Ngươi, ngươi là ai? Lúc còn ngươi muốn gì?
tại sao lại hãm hại ta? Ta là ma vương Chí Tôn, ta bị phong ấn nghiền rủa trong chiếc mặt nạ này. Ta mượn cơ thể của thằng nhóc này để tiêu diệt ngươi đó, để lấy lại cái vị trí của ta. Tên khốn, hôm nay ta sẽ băm ngươi ra là chấm bản. Nhào vô đây. Có khi ta sẽ trở thành San, ta sẽ làm một đứa San mất dạy nhất. Ta sẽ quậy nát thành phố này, khiến cho lũ quỷ làm phải khiếp sợ ta. Ngươi bớt ảo tưởng đi, ta có sức mạnh của rồng bảy màu. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi ba má ngươi nhận không ra luôn. Ngươi chưa đủ tuổi đâu. Hả? Là một thằng nhóc con người. Chết tiệt, chuyện đây là sao đây? Chưa hết đâu. Đúng, ở đây chính là ngôi mộ của em trai hắn. Chúng ta sẽ điều khiển thân thể em trai hắn để phá hủy thành phố của hắn. Báo thù. Cuối cùng chúng ta cũng khống chế được tên Papyrus rồi. Nào, hãy đi tìm tên San và tất cả đồng lợi của hắn. Tiêu diệt, giết hết. Má em hằng đông đi cày bừa, tí em rạng đông đi cày bừa. Má em là một người nông dân, tí em là một người nông dân. Hên quá, em không phải là nông dân. Nhạc chế thiệt là vui nhộn quá nhỉ, nhưng mà nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thôi được rồi, em xuống đi. Xin cảm ơn em. Mà lại, em có một bài trình diễn văn nghệ rất tốt. Tuy nhiên em cần phải rèn luyện giọng hát của mình, kết hợp với lựa những bài nào mà trầm. Biết rồi, cho người ta rớt thì cho đại đi, còn bị đặt vòng. Thiệt là đáng ghét. Trời ơi, cái em kia, em là thí sinh học sinh mà em trả treo với ban giám khảo như vậy hả? Không đẹp, về chỗ. Thôi, thầy cá sấu hãy bình tĩnh lại đi. Đây là lần đầu tiên loài quỷ chúng ta có một cuộc thi văn nghệ như thế này, nên có hay những phát ngôn rất là bức xúc, mong thông cảm. Nói như vậy nghe có lý đó. Ba má tôi bỏ tiền ra đầu tư vô cái trường này lạng quạng, tôi kêu ba má tôi đuổi hết đi giờ. Đâu, người tiếp theo. Trời ơi, hồi hộp quá à. Đi lên đi, còn đứng đây làm gì nữa. Xin chào mọi người. Em là ác quỷ Kha Nằm. Hôm nay em sẽ biểu diễn tiết mục kể chuyện. Kể chuyện thể loại gì? Vui, buồn hay là lãng nhất? Dạ, em sẽ kể chuyện hài hước. Em xin bắt đầu kể. Có một khu phố bình yên, một hôm có một bà lão đi ra đường. Bỗng nhiên một tên cướp xuất hiện, bà lão vô cùng sợ sệt. Ôi trời ơi, nó kể chuyện sao ta thấy mất ỉ còn hơn mắc cười vậy. Thôi, im lặng đi, để cho nó kể. Sau đó tên cướp nói rằng: đưa hết tiền đây, nếu không tôi sẽ hấp diêm bà. Bà lão từ khuôn mặt sợ sệt chuyển sang khuôn mặt sung sướng. Nhưng đột nhiên tên cướp bỏ chạy mất, và bà lão la lớn lên: Bớ người ta. Cả làng chạy ra. Bà lão nói rằng: tôi chờ thằng cướp nó hấp diêm tôi mà nó không chịu làm như vậy. Hay lắm. Công nhận em có khiếu kể chuyện ghê luôn. Hay quá trừng quá đất luôn à. Trời ơi, đang nghe nó kể chuyện bất ỷ, bây giờ cười một cái muốn xịt nó rồi luôn rồi. Được rồi, bài thi của em kết thúc nha Kha Nằm. Xuống đi. Nào, người tiếp đây, theo. Đây, nhường tôi lên trước nha. Ok. Lần này nhất định mình sẽ được điểm tuyệt đối. Xin chào tất cả các bạn, tất cả mọi người và tất cả thầy giáo. Hôm nay em sẽ thực hiện một tuyệt kỹ đặc biệt, đó chính là múa sexy dance. Phải ói cho hết mới được. Trời ơi, cái gì vậy nè? Sao lại múa sexy dance? Mày đâu phải là con gái đâu. Ói cho hết, lát nữa khỏi ói. Quý Rồng, em có chắc chắn em sẽ hợp với múa sexy dance không? Thầy thấy không ổn rồi đó. Tôi lại thấy em nó có một điều gì đó lại phi thường đó nha. Được rồi Quý Rồng,
em hãy biểu diễn khả năng cho thầy mở rộng tầm mắt. Lên. Hey. Uống mông nào. Chu cái mông lên. Lắc cái phao câu. Mấy thầy nhìn em có quyến rũ hay không? Lắc bên trái, lắc bên phải, lắc đằng sau, lắc chính giữa. Đúng là bọn tuyệt phẩm, nhưng kẻ tầm thường chẳng biết thưởng thức đâu. Sao cậu cũng nói nữa à? Trời ơi, hồi sáng mới ăn tô bún riêu, bây giờ ói hết luôn rồi. Xong chưa vậy, cho nó kết thúc. Trời đi. Ơi, cái thằng quỷ rơm này mình chắc chắn nó bị BD rồi. Nó mà không chuyển giới mới lạ luôn đó. Được rồi, kết thúc đây tiết mục của quỷ rơm. Em đã hoàn thành bài thi rất là tốt, khiến cho ba thầy ói sắp mặt hết rồi nè. Người tiếp theo. Hả? Trên kia là Baby Rush, nhưng mà cậu ấy chết rồi. Tôi nghĩ không phải đâu, chắc là một thí sinh nào đó giả trang kinh dị đó. Nhưng mà là qua lễ Halloween rồi mà. Này, em kia, tại sao lại giả trang Baby Rush em trai của tôi chứ? Em có biết làm như vậy là ảnh hưởng và xúc phạm tới tôi lắm không? Bộ em hết trò để giải trí rồi à? Thầy San ơi, chắc nó muốn không niệm đó. San, ngươi nhìn xem, cái thế giới ác quỷ ngươi đang làm điều gì vậy? Đi diễn văn nghệ à? Thật là đất cười, từ một thế giới ác quỷ khát máu ăn thịt người, bây giờ biến thành một khu vui chơi giải trí cho con nít. Người khiến ta thật thất vọng. Ta phải đội mồ sống dậy để giết chết người, thay thế người, biến thế giới quỷ này quay trở về lúc trước. Người cầm bơm. Người thật sự là ai? Người không phải là Baby Run. Sàn ơi, từ từ đừng có nóng. Bình tĩnh ăn miếng bánh, uống miếng nước trà. Tên khốn kia, người là ai? Này, cái em kia, bộ không có gì làm muốn ở lại lớp à? Các người đang làm cái trò hài hước gì vậy? Ta sẽ đưa tất cả lời quỷ các người cho đến tàn độc nhất, khát máu nhất, không phải như cái thứ ẻo lả bây giờ. Sức mạnh này là của Baby Red. Người thật sự là ai? Người thật sự là ai? Người đã làm gì em trai ta? Ta chỉ mượn cơ thể của nó mà thôi. À không, ta chính là em trai của người đây. Người chuyển hóa thành bảy màu à? Ta cũng có thể làm được chứ ngươi. Hả? Không thế nào. Chết tiệt, nó biến đâu mất tiêu rồi. San, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành vị chúa tể tại thế giới ác quỷ này. Không, dừng lại đi Baby Red. Đến lúc kết thúc ngươi rồi San. Đau mạnh quá. Không. San, sức mạnh bảy màu của ngươi ta đã tìm hiểu rất kỹ và vận dụng tốt hơn ngươi. Nếu có bảy người như ngươi thì có lẽ sẽ đánh ngang với ta đó. Vậy thì ta sẽ chia thành bảy người để đánh với ngươi. Ít tiền, ngươi làm thiệt à? Nhưng mà dù ngươi có phân chia bao nhiêu người, sức mạnh của ngươi vẫn bảo toàn. Ngươi không thể nào đấu lại ta. Nếu bọn ta hợp thành kiếp tự thách thì sao? Còn ngươi có là gì? Ta cũng sẽ hủy diệt ngươi sao à? Ta bị hết, ngươi được ảo tưởng về sức mạnh của ngươi nữa. Kiếp tự thách đa sắc này có thể chịu mọi đòn tấn công, đồng thời có thể hủy diệt kẻ thù một cách mạnh mẽ. Không, ta mạnh hơn ngươi sao? Ta không thể nào thua ngươi được. Ta bị hết, hãy đầu hàng đi. Hãy chịu quy phục đi. Ngươi không có cách nào đánh bạo hình dạng như thế này được đâu. Ta không phục. Ta rõ ràng ta mạnh hơn rất nhiều. Ta đã học được kỹ năng bảy màu của ngươi. Không có lý gì ta phải thua. Ngươi rất mạnh, ngươi còn thậm chí mạnh hơn ta. Nhưng có điều ngươi quá hiếu thắng, ngươi quá độc ác, ngươi quá gian manh. Nên mãi mãi sức mạnh của ngươi không thể nào bộc lộ hết được. Sao?
phải là em, không phải là em. Hả? Là bọn ta Quý. Babirus, em còn sống hay đã chết? Babirus, Babirus. Tiếp tục bảo vệ thế giới của chúng ta. Babirus, là em đúng rồi. Hãy ở lại với anh, hãy ở lại. Đừng đi mà. Babirus, Babirus, Babirus. Không.